Chào mừng các bạn đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 2 trong 168 sách giáo khoa môn Địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Quan sát hình 2 cho biết đất bao gồm những thành phần nào chiếm tỷ lệ lớn nhất trong đất? Các thành phần có trong đất gồm có không khí chiếm 25%, nước chiếm 25%, hạt khoáng chiếm 45% và chất hữu cơ chỉ chiếm 5%. Như vậy, thành phần chiếm tỷ lệ lớn nhất đó là hạt khoáng 45%. Câu hỏi số 2. Tại sao chất hữu cơ chiếm tỷ lệ nhỏ trong đất nhưng lại có ý nghĩa quan trọng đối với cây trồng? Như các em đã biết, chất hữu cơ chỉ chiếm 5% trong thành phần của đất, tuy nhiên lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với cây trồng. Bởi chất hữu cơ vừa là thức ăn thường xuyên, vừa là kho dự trữ dinh dưỡng lâu dài của cây trồng. Chất hữu cơ còn là nguồn cung cấp khí CO2 lớn cho thực vật quang hợp, kích thích sự phát sinh, phát triển của bộ rễ, nâng cao tính thẩm thấu của màng tế bào, huy động chất dinh dưỡng cho cây trồng. Vậy là cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi trong mục 2 trong 168 sách giáo khoa môn Địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.